Bây giờ là gia đình là mình đang chuẩn bị nấu đồ ăn nè cho đêm cưới nè. Ở đây thì bà con hàng xóm thì cũng rất là nhiệt tình luôn. Đó. Chào mấy cô nha. Đó. Thì bữa nay là đêm cưới rồi mình đãi những món gì á cô? Bò né ha. Bò né, con này là thịt găm mặn nè. Rồi bánh lọt ha. Rồi rồi bò né, tối nay ăn cháo hả cô? Ăn ăn bánh lọt ha. Đó, bò né là cô chú, rồi bánh canh rồi nữa nè. À, này là bánh lọt ha. Cái này là bánh lọt mặn ha. Đó, đãi khách cái đêm cưới của chị Phương đó cô chú anh chị. Thì thật sự là gia đình này cũng rất là khó khăn luôn. Thì ở đây bà con chung tay với nhau lợi để mà phụ nấu đám cho chị Phương á. Thì bà con ở đây thì cũng rất là nhiệt tình. Dạ Thái mến chào tất cả quý cô chú anh chị mình đang theo dõi trên kênh nha. Thì buổi chiều ngày hôm nay thì Thái đang có mặt tại gia đình của chị Phương 42 tuổi trong cái câu chuyện mà bị người chồng hạ ở Trà Vinh đó cô chú anh chị. Thì hôm nay là Thái sẽ cùng đồng hành với cô chú anh chị mình với Thái để mà đi xem cái nơi an nghỉ của chị Phương hay cô chú anh chị. Dạ Thái mời tất cả quý cô chú anh chị mình nha, cùng đồng hành với Thái nha. Đó thì ở cặp ở phía bên hông này cô chú anh chị. Đó, cặp ở phía bên hông thì mình đi ra phía sau luôn. Thì ngày mai thì đúng 6 giờ sáng thì sẽ đưa chị Phương về nơi an nghỉ. Thì là chắc là đi cái đường này được cô chú anh chị. Rồi đi cái đường bên kia ha. Đó. Đó thì đây là cái nơi an nghỉ của chị Phương đây. Ở phía sau nhà luôn cô chú anh chị. Đó bây giờ đã xây xong rồi nè. Đó. Thì Thái thấy là cái hồ nó còn còn ướt nè, chắc là bữa nay mới xây xong bữa nay thôi. Đó thì ngày mai thì đúng 6 giờ sáng thì sẽ đưa chị Phương ra cái nơi an nghỉ này. Đó, ra cái nơi an nghỉ này hết cô chú anh chị. Đó, ở phía đây là phía nhà của chị Phương này ha. Đó phía nhà chị Phương. Ở phía sau thì Thái thấy có nước nè. Đó, một cái hầm nè. Thì có thể là mình xây cho nó kín. Đó mình xây cho nó kín để mà nước nó đừng có vô. Đó thì ngày mai đúng 6 giờ sáng thì sẽ đưa chị Phương ra đây, nằm ở đây. Đó thì theo gia đình chia sẻ là 6 giờ sáng ngày mai là sẽ cho chị Đó thì ngày mai thì chắc sẽ đi cái đường này nè cô chú anh chị. Cái đường này thì Thái thấy là nó rộng rãi nè. Thì nói chung là cũng cũng có hầm nhiều lắm. Rồi cái đường hồi nãy mà Thái đi vô đó. Cái đường hồi nãy Thái đi vô thì nó hơi chặt. Đó, còn ở đây thì nó rộng nè. Ở đây nó rộng nè cô chú anh chị. Chắc là ngày mai sẽ đi cái hướng này. Đó đi cái hướng này đi ra nè. Đó. Bà con cũng dẹp đường hết rồi. Cây cối đồ cũng đã dọn dẹp cho nó trống trải hết trơn rồi. Thì ngày mai là sẽ đi cái hướng này ha. Từ ở ngoài đó đi vô. Có nghĩa là đi ra khỏi nhà. Rồi sau đó là đi cái hướng này. Rồi đi vô vô đây. Đó. Rồi sau đó là đi qua bên đây. Đi qua bên đây để đi vòng lại cái phía sau ngôi nhà. Đó. Thì ở đây thì nói chung là cái vùng quê. Đó, cái vùng quê thấy cô chú anh chị. Ở đây là cái vùng quê thì nói chung là hầm nhiều lắm. Nó đi qua nè, nó đi dài dài đây và đi qua bên đó. Thì được mẹ của chị Phương đó, chia sẻ đó cả nhà, với bà con hàng xóm ở đây cũng nói đó, là gia đình bây giờ làm đám là chi phí là hầu như là không có luôn cả nhà. À, giống như là mình có một cái người tốt bụng ở sớm á, người ta giống như người ta lãnh vậy đó, người ta nói là ứng ra người ta làm trước, rồi sau đó thì khi mà tổ chức đám xong á, những cái tình thương của cô chú anh chị ở trong sớm á, phụ giúp được bao nhiêu thì sẽ gom góp tất cả cái đó lại để trang trải cái chi phí mà lo cho chị Phương này. Rồi hiểu đủ sao tính sao? Nó còn thiếu đủ sao thì gia đình sẽ tìm cách tiếp tục cả nhà. Còn một cái điều nữa là hiện tại là giống như là khi mà hai vợ chồng của chị Phương đã cùng ra đi như vậy rồi á, thì các nguồn thu nhập của gia đình là hầu như là không còn bất cứ cái nguồn thu nhập nào mà đáng kể hết trơn á cả nhà. Cái người mẹ của chị Phương á, năm nay 77 tuổi thì trước đây cũng làm nghề may vá để bán quần áo cho người ta. Thì hiện tại là do là thị trường bây giờ á, là thứ nhất là bán hàng online nhiều quá thì cái thu nhập của cô cũng giảm một phần là do lý do đó. Một lý do nữa là lớn tuổi rồi thì mắt của cô cũng không có còn tinh nữa cả nhà. Xỏ kim này kia nó cũng không có còn được như trước nữa. Thì
những năm về trước á, thì cái số tiền mà cô mai đồ có thể trang trải được cuộc sống, nhưng mà những năm gần đây thì đặc biệt là năm nay và sau cái sự việc đau lòng của chị Phương á, thì hầu như là cái nguồn thu nhập đó nó không còn nữa cả nhà. Và bên cạnh đó thì phải hiện tại là đang nuôi thêm một bà ngoại năm nay đã 100 tuổi rồi đó, và một cái đứa con của chị Phương là năm nay học lớp 11 đó, thì hiện tại đang đi học thì không có làm ra cái thu nhập gì hết trơn á cả nhà đó. Thì hôm nay thì mấy anh em cũng đến đây cũng như là chia sẻ về cái hoàn cảnh của gia đình, thì thật sự là gia đình thì cũng rất là khó khăn, thì mong là cô chú anh chị mình xem được cái video đó, thì có thể là mấy anh em chỉ là cái nhịp cầu kết nối thôi. Nếu cô chú anh chị mình mà có lòng hảo tâm thì cứ liên hệ với mấy anh em giúp đỡ cho gia đình trong cái lúc này gặp khó khăn đó cô chú anh chị. Thì trước màn hình của cô chú anh chị ở đây là cái nơi mà chị Phương đó, thì ngày mai thì sẽ là nơi an nghỉ của chị Phương ở đây, thì phía sau nhà luôn cô chú anh chị. Thì cái ngôi nhà này thì hiện nay thì chỉ có mẹ của chị Phương với bà ngoại ở thôi. Đó, bà ngoại 100 tuổi á. Bà ngoại đang được gửi đi một cái chỗ khác để cái này nó mới khô không anh? Mới ha. Mới khô. Ở đây thì nói chung là cũng một cái vùng quê thôi cô chú anh chị, nó cũng có sông, có suối, có hầm, có hố nè. Rồi ở phía sau thì có những cái hầm nuôi tôm người ta phải không? Hay là vuông tôm ha. Vuông cua ha. Nó vuông tôm, vuông cua gì đó. Nay mình đi đường nào vậy anh? Mình đi bên kia phải không? Đó, đi bên kia đó. Đó. Hiện nay thì gia đình cũng đang tất bật cho cái đêm cuối của chú anh chị. Giờ chuẩn bị nấu nướng này kia. Đó, bây giờ để mình sẽ đi đó, để mà chuẩn bị cho cái đêm cuối. Đó. Bây giờ là gia đình mình đang chuẩn bị nấu đồ ăn nè cho đêm cuối nè. Ở đây thì bà con hàng xóm thì cũng rất là nhiệt tình luôn đó. Chào mấy con nha đó. Thì bữa nay là đêm cuối rồi, mình đãi những món gì hả cô? Bò né ha. Bò né, con này là thịt gam mặn nè, rồi bánh lọt ha, rồi rồi bò né. Tối nay ăn cháo hả cô? Ăn bánh lọt ha. Đó, bò né nè cô chú, rồi bánh canh rồi nữa nè. Này là bánh lọt ha, cái này là bánh lọt mặn ha. Đó, đãi khách cái đêm cuối của chị Phương đó cô chú anh chị. Thì thật sự là gia đình thì cũng rất là khó khăn luôn. Thì ở đây bà con chung tay với nhau lợi để mà phụ nấu đám cho chị Phương á. Thì bà con ở đây thì cũng rất là nhiệt tình. Nói chung là ở đây thì có một cái người đặc biệt là đứng ra để mà hỗ trợ cho gia đình, rồi sau đó là những cái tiền phúng điếu đó là sẽ gửi lại. Thiếu đủ như thế nào thì cái đó là tính sau. Thì thật sự là cái tình cảm của bà con của chúng ta ở đây thì thật sự là rất là hài hòa luôn cô chú anh chị. Đó. Thì đây nè. Nó ngày mai đúng 6 giờ là sẽ đưa chị Phương ra đây. Thì cô chú anh chị. Thì chút xíu nữa thì tới cái giờ cúng cơm thì Thái sẽ quay lại cho cô chú anh chị của mình xem nha. Đó, còn bây giờ thì Thái hẹn cô chú anh chị ở video tiếp theo nha. Dạ bye bye tất cả mọi người.